Xin chào tất cả anh em nhé. Chú chiều hôm nay mình sẽ lên rích hú con ghim NEO79 anh em. Vốn hiện tại của mình là 30 củ anh em ạ. Xem lái lời như thế nào thì mời anh em cùng theo dõi anh em. Và anh em nào muốn giao lưu trải nghiệm của con ghim NEO79 thì mình có để link dưới phần mô tả bình luận cho anh em đăng ký anh em. Khi anh em đăng ký, anh em sẽ nhận được 39k miễn phí anh em. Với lại khuyến mại nạp đầu, con ghim NEO79 này là 100% nha anh em. Nạp một được hai, ai mà chả thích đúng không anh em? Giờ mình sẽ không lòng vòng nữa anh em ạ. Đi vào quay xem lái lời như thế nào thì mời anh em xem hết video nha anh em. Thank you.
Được một pha cũng khá may mắn anh em ạ. Phút 16, 17, nổ quả được 39, vốn thì 30, lãi được 20, khá ngon. Nên quay hũ hãy chọn những con quét NEO79 để quay nha anh em. Video của mình đến đây là kết thúc anh em ạ. Hẹn anh em ở những cái video sau anh em. Bye bye anh em. Chúc anh em chiến thắng.